Hello cả nhà nha, chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời ở Sydney. Anna sẽ review cho cả nhà một căn hộ có view tuyệt đẹp ở Sydney. Xin mời cả nhà cùng theo chân Anna xem căn hộ nhé. Căn hộ này tọa lạc tại tầng 24, địa chỉ là 127 Kent Street, Sydney. Đây là view nhìn từ phòng khách ra ngoài phía biển Sydney và tòa nhà phía trước mặt của cả nhà đang xem là The Crown Sydney. Đây là view nhìn từ phía ban công của căn hộ về phía biển của Sydney. Căn hộ này bao gồm 2 phòng ngủ, 2 toilet và 1 chỗ để xe. Đây là phòng ngủ thứ hai, phòng master bedroom với toilet ở phía bên trong.
Đây là căn hộ cũ đã qua sử dụng. Căn hộ này có tổng diện tích là 119m², bao gồm 2 phòng ngủ, 2 nhà tắm và 1 chỗ đậu xe. Căn hộ này nằm ở CBD của Sydney nên đang được chủ nhà giao bán là 2.825.000 USD. Hiện nay chúng ta đang ở thư viện ở tầng 5 của căn hộ. Tại thư viện này có view như thế nào, xin mời cả nhà cùng khám phá nhé. Phòng gym và hồ bơi được tọa lạc tại tầng trệt của căn hộ. Căn hộ này có phí xa cha là 4.200 USD cho 3 tháng, 180 USD cho tiền nước và 240 USD cho tiền cao sổ. Mến chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và tràn đầy niềm vui cùng với gia đình. Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu cả nhà có nhu cầu tìm kiếm các căn hộ có view đẹp tại thành phố Sydney thì liên hệ với Anna nhé.